So với dòng cửa cuốn tự động sử dụng đồng bộ cùng nhiều linh kiện động cơ, thì cửa kéo tay gọn gàng hơn nhiều. Do cửa được đóng mở một cách chủ động bằng lực của tay, nên người dùng có thể chủ động hơn trong việc đóng mở cửa. Cửa dễ dàng vận hành mà không phụ thuộc vào nguồn điện cung cấp. Bạn cũng tránh những nỗi lo không đóng mở được cửa khi mất điện. Nan cửa cuốn tấm liền được sản xuất chủ yếu bằng hợp kim thép công nghệ cao, tôn lá mạ màu hoặc sơn tĩnh điện được nhập khẩu 100% từ Đài Loan. Cấu tạo cửa cuốn kéo tay có khả năng chống nước khá tốt. Nếu bạn lựa chọn loại nan cửa có phủ mặt ngoài bằng lớp sơn tĩnh điện, thì bạn có thể yên tâm về tổng thể cho bộ cửa cuốn của bạn luôn sáng đẹp như mới và hạn chế chảy xước, hàn gì. Trong thời gian sử dụng, nếu bạn có thêm chi phí, muốn nâng cấp cửa cuốn tấm liền kéo tay thành cửa cuốn tự động thì rất dễ dàng. Bạn chỉ cần mua thêm phụ kiện bao gồm mô-tô cửa cuốn, bình lưu điện cửa cuốn và bộ điều khiển cửa cuốn. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều thương hiệu cửa cuốn kéo tay với chất lượng, chức năng và mẫu mã khác nhau. Cửa cuốn tấm liền giá rẻ được sản xuất với hai loại vật liệu chính. Một là loại cửa cuốn tấm liền được sản xuất từ vật liệu tôn lá mạ màu. Hai là mẫu cửa cuốn được tạo nên từ loại vật liệu nhôm bền chắc. Trong đó giá bán cửa cuốn tấm liền tôn lá mạ màu dao động từ 570.000 đồng đến 820.000 đồng một mét vuông. Riêng mẫu cửa cuốn tấm liền nhôm hợp kim giá bán nằm trong khoảng 1.100.000 đồng đến 1.700.000 đồng một mét vuông. Cửa cuốn Quang Đo Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối cửa cuốn và phụ kiện cửa cuốn uy tín số 1 tại Hà Nội và toàn bộ miền Bắc. Tại Quang Đo Việt Nam, các sản phẩm cửa cuốn kéo tay được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân công lành nghề và không ngừng cải tiến sản phẩm. Chính vì vậy, chúng tôi nắm rõ chi tiết về dòng sản phẩm và sàng lọc qua quá trình kiểm định để đưa ra dòng cửa cuốn kéo tay thương hiệu Quang Đo đến với khách hàng. Để biết được mức giá chính xác cho mẫu cửa cuốn tấm liền giá rẻ, bạn hãy liên hệ với Quang Đo Việt Nam, đơn vị chuyên mua bán các mẫu cửa cuốn tấm liền giá rẻ, chất lượng cao cho quý khách hàng. Gọi ngay đến hotline 0931 911 368 để được tư vấn báo giá và thi công cửa cuốn tấm liền kéo tay phù hợp nhất.